Chào các em, thầy rất vui khi hôm nay cùng các em tìm hiểu bài đầu tiên trong chương trình sinh học lớp 12. Trước khi đi vào nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ một vấn đề thực tế như sau. Khi bố mẹ sinh ra con cái vừa mang một số đặc điểm giống như bố mẹ và cũng vừa mang một số đặc điểm khác với bố mẹ. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời các em đã được tìm hiểu một phần ở các chương trình sinh học các năm trước. ADN là vật chất di truyền mang thông tin quy định mọi đặc điểm trên cơ thể chúng ta. Qua quá trình di truyền, bố mẹ truyền cho chúng ta ADN. Vì vậy, con cái chúng ta mang một số đặc điểm giống như bố mẹ. Tuy nhiên, qua quá trình di truyền còn phát sinh ra các biến dị. Đó chính là các đặc điểm mà con cái chúng ta khác với bố mẹ. Như vậy, cơ chế di truyền và biến dị xảy ra như thế nào? Chúng ta sẽ được tìm hiểu trong chương đầu tiên trong chương trình sinh học lớp 12, chương cơ chế di truyền và biến dị. Mở đầu bằng bài gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu khái niệm đầu tiên của bài học. Gen. Đây là khái niệm quan trọng xuất hiện xuyên suốt chương trình sinh học lớp 12. Vậy, gen là gì? Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định. Đó là một chuỗi polypeptide hoặc một phân tử ARN. Ở đây, các em cần nhớ hai vấn đề chính. Thứ nhất, gen chỉ là một đoạn của phân tử ADN. Để nhắc nhớ kiến thức, chúng ta cùng nhau nhìn lại về cấu trúc của phân tử ADN ở hình sau. ADN được cấu tạo từ các đơn phân là nucleotide có 3 4 loại nu: A, T, G và X. Các loại nucleotide này liên kết lại với nhau tạo thành mạch đơn và mỗi phân tử ADN bao gồm hai mạch đơn xoắn đều với nhau quanh một trục tạo thành cấu trúc chuỗi xoắn kép. Trên hai mạch đơn, các nucleotide liên kết với nhau bằng liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A bắt cặp với T bằng hai liên kết hydro và G bắt cặp với X bằng ba liên kết hydro. Như vậy, nếu ta nói gen là một đoạn của phân tử ADN, điều này có nghĩa là gen có cấu tạo giống như ADN. Tuy nhiên, gen không phải là cả một phân tử ADN lớn mà chỉ là một đoạn phân tử ADN mà thôi. Một ADN lớn có thể có chứa rất nhiều gen. Tuy nhiên, các em cũng phải nhớ, không phải bất cứ vị trí nào trên ADN cũng là gen. Một đoạn ADN chỉ có thể là một gen nếu nó mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định. Ví dụ, gen HB alpha, đây là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho chuỗi polypeptide HB alpha tham gia cấu tạo nên protein hemoglobin trong hồng cầu, giúp cơ thể vận chuyển oxy và CO2. Hoặc gen tRNA, đây là đoạn ADN mang thông tin mã hóa một phân tử tRNA tham gia vào quá trình dịch mã mà các em sẽ được tìm hiểu ở bài số 2. Như vậy, chốt lại, em cần nhớ, gen có hai vấn đề chính. Một, phải là một đoạn của phân tử ADN. Và thứ hai, phải mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định. Các em đã tìm hiểu xong về khái niệm của gen. Chúng ta cùng tìm hiểu về cấu trúc chung của gen. Tất cả các gen đều có cấu trúc chung bao gồm hai mạch và ba vùng. Các em cùng quan sát sơ đồ cấu trúc của gen và cho thầy biết hai mạch và bao vùng đó là những vùng nào. Mỗi gen đều được cấu tạo bởi hai mạch. Thứ nhất là mạch mã gốc được đọc theo chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy. Và thứ hai là mạch bổ sung được đọc theo chiều từ 5 phẩy tới 3 phẩy. Và dọc theo chiều dài của mạch mã gốc, một gen được chia thành 3 vùng. Đầu tiên là vùng điều hòa nằm ở đầu 3 phẩy của mạch mã gốc. Tiếp theo là vùng mã hóa. Và cuối cùng là vùng kết thúc nằm ở đầu 5 phẩy của mạch mã gốc.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 2 là mã di truyền. Thứ nhất, khái niệm mã di truyền là gì? Mã di truyền có giống với mã vạch hay không? Mã vạch là một loại mã thường xuất hiện trên các loại hàng hóa, quy định thông tin như là tên, xuất xứ, giá cả của các loại hàng hóa khác nhau. Mỗi loại mã vạch bao gồm nhiều vạch phân biệt với nhau qua chiều dài và độ dày mỏng của mỗi vạch. Như vậy, mỗi mã vạch là một trình tự sắp xếp các vạch khác nhau, quy định cho các loại hàng hóa khác nhau. Liên hệ sang gen. Tuy trên gen không có các vạch, nhưng mỗi gen đều có trình tự sắp xếp các nucleotide đặc trưng, quy định cho thông tin sản phẩm của gen. Như các em thấy trên hình, gen 1 và gen 2 đều có trình tự các nucleotide khác nhau, mã hóa cho trình tự các axit amin trên các phân tử protein được tạo ra từ các gen này. Như vậy, nếu ta nói mã vạch là trình tự sắp xếp các vạch khác nhau quy định cho thông tin hàng hóa, thì mã di truyền trên gen là trình tự sắp xếp các nucleotide trên gen quy định cho trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử protein được tạo ra từ gen đó. Có một vấn đề đặt ra như sau. Trên gen chỉ có 4 loại nucleotide, còn trên phân tử protein có tới 20 loại axit amin. Như vậy, làm thế nào để trình tự nu trên gen có thể quy định được cho trình tự axit amin trên phân tử protein? Chúng ta hãy cùng nhau làm một bài toán để chứng minh. Giả sử rằng cứ một nu mã hóa cho một loại axit amin A, U, G, X, mỗi một loại nu mã hóa cho một loại axit amin khác nhau. Như vậy, có 4 loại nu sẽ quy định tối đa được 4 loại axit amin. Trong trường hợp này, không đủ thông tin để mã hóa được cho 20 loại axit amin trên phân tử protein. Giả sử này bị loại trừ. Giả sử thứ hai, nếu cứ 2 nucleotide mã hóa cho một loại axit amin, tức mã di truyền là mã bộ 2. Như vậy, áp dụng toán tổ hợp, các em hãy tính toán giúp thầy chúng ta có bao nhiêu trình tự mã bộ 2 được lập ra. Nếu cứ 2 nu mã hóa cho một axit amin, ta có 2 vị trí nu. Vị trí nu thứ nhất và vị trí nu thứ hai. Mỗi vị trí nu này đều có thể có 4 cách lựa chọn. Ví dụ, vị trí nu thứ nhất có thể là A, U, G hoặc X, và vị trí nu thứ hai cũng có thể là A, U, G hoặc X. Tổ hợp các loại nu trên 2 vị trí này lại với nhau, ta có thể lập được 4 nhân 4 bằng 16 loại mã bộ 2 khác nhau. Ví dụ, ta có mã bộ 2 A, 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 U, A, G, A, X và tương tự như vậy với các loại mã bộ 2 khác. Và nếu cứ một mã bộ 2 mã hóa cho một axit amin, 16 mã bộ 2 sẽ tối đa quy định được 16 loại axit amin. Như vậy, trường hợp này cũng không đủ thông tin để mã hóa được cho 20 loại axit amin. Giả sử thứ hai cũng bị loại trừ. Giả sử thứ ba, cứ 3 nucleotide quy định cho một axit amin, tức mã di truyền là mã bộ 3. Như vậy, theo cách tính tổ hợp tương tự, mỗi vị trí nu đều có 4 cách lựa chọn. Số trình tự mã bộ 3 có thể được lập ra là 4 nhân 4 nhân 4 bằng 64 loại mã di truyền. Như vậy, cứ nếu một mã di truyền mã hóa cho một axit amin thì 64 loại mã di truyền có thể quy định được cho 20 loại axit amin. Qua cách tính toán này, chúng ta chứng minh được mã di truyền không phải là mã bộ 1, cũng không phải là mã bộ 2, mà phải là mã bộ 3. Tức 3 nu mã hóa cho một axit amin. Người ta phân biệt theo tên gọi. Nếu mã bộ 3 đọc trên mặt mã gốc của gen thì gọi là triplet. Còn nếu mã bộ 3 đọc trên phân tử mRNA thì gọi là codon. Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học
đã phát hiện ra các loại axit amin được mã hóa bởi các mã bộ ba được thể hiện trong bảng sau. Các em lưu ý, các bộ ba được viết trong bảng là bộ ba trên phân tử MARN, tức có nghĩa là cô đông, nên các em sẽ thấy xuất hiện nu U chứ không có nu T. Và ngoài ra ta còn thấy xuất hiện chữ C. Chữ C này thì thay cho nu X. Thực tế ra trong tiếng Anh thì nu C tức là nu cytosine. Còn khi Việt hóa ra tiếng Việt thì chữ đầu tiên ta Việt hóa thành chữ X cũng có nghĩa là cytosine, nghĩa là chữ C này đồng nghĩa với lại nu X. Quan sát bảng mã di truyền, các em hãy cho thầy biết trong bảng mã di truyền này, ngoài các bộ ba mã hóa cho các loại axit amin, nó còn có những bộ ba đặc biệt nào? Như các em thấy, mã bộ ba đặc biệt đầu tiên chính là mã bộ ba thầy ký hiệu bằng màu xanh ở đây. Đây được gọi là mã mở đầu. Trình tự của mã mở đầu là A, U, G. Và chức năng của mã mở đầu có vai trò mở đầu cho quá trình dịch mã tổng hợp phân tử protein. Và ngoài ra, mã mở đầu cũng có vai trò mã hóa cho axit amin methionine ở sinh vật nhân thực hoặc formin methionine ở sinh vật nhân sơ. Ngoài trình tự bộ ba mở đầu, ta còn có 3 trình tự bộ ba kết thúc được ký hiệu bằng màu đỏ. Các trình tự bộ ba kết thúc là UAA, UAG hoặc UGA. Và trình tự bộ ba kết thúc có vai trò kết thúc quá trình dịch mã. Và đặc biệt các em nhớ rằng bộ ba kết thúc thì không mã hóa cho axit amin nào. Như vậy, tổng cộng trong 64 bộ mã di truyền, chúng ta có 3 bộ mã di truyền không mã hóa cho axit amin, đó chính là 3 bộ ba kết thúc. Còn lại 61 bộ ba có mã hóa cho axit amin, trong đó bao gồm cả bộ ba mở đầu A, U, G. Chúng ta cùng tìm hiểu về tính chất của mã di truyền. Mã di truyền bao gồm các tính chất sau. Thứ nhất, tính phổ biến. Có nghĩa là tất cả các loài sinh vật đều sử dụng chung một bản mã di truyền. Ví dụ, tất cả các loài sinh vật đều sử dụng mã AUG là mã mở đầu và ba bộ mã UAA, UAG, UGA là mã kết thúc. Tính chất thứ hai, mã di truyền có tính chất đặc hiệu. Mỗi một bộ ba chỉ mã hóa duy nhất cho một loại axit amin. Thứ ba, mã di truyền có tính thoái hóa. Hai hay nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa cho một loại axit amin. Các em lưu ý rằng tính chất đặc hiệu và tính chất thoái hóa rất dễ nhầm lẫn với nhau. Để phân biệt, chúng ta cùng lấy ví dụ. Thầy có bộ ba UUA mã hóa cho axit amin lysine. Ngoài axit amin lysine ra, bộ ba UUA này không còn mã hóa cho bất cứ một loại axit amin nào khác. Đó tính chính là tính chất đặc hiệu. Tuy nhiên, ngoài bộ ba UUA mã hóa cho lysine thì còn có bộ ba UUG cũng mã hóa cho lysine. Như vậy, hai bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho lysine, đó là tính chất thoái hóa. Các em lưu ý rằng hai tính chất này hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau mà bổ sung qua lại cho nhau. UUA và UUG, hai bộ ba này không hề mã hóa cho hai loại axit amin mà chỉ mã hóa cho duy nhất lysine, nên nó không hề vi phạm tính đặc hiệu. Tuy nhiên, hai bộ ba này lại cùng mã hóa cho một loại axit amin giống nhau, nên đó là tính chất thoái hóa. Các em thấy rằng điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế, vì số bộ ba thì nhiều, ta có tới 61 bộ ba để mã hóa cho 20 loại axit amin. Số bộ ba thì nhiều, số axit amin thì ít, nên sẽ có nhiều bộ ba khác nhau nhưng cùng mã hóa cho một loại axit amin. Chúng ta cùng đúc kết lại kiến thức về mã di truyền. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định
theo từng bộ ba và không gối lên nhau. Tính chất của mã di truyền. Mã di truyền có tính phổ biến, nghĩa là tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, ngoại trừ một vài ngoại lệ. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin. Mã di truyền có tính thoái hóa, nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Các em đã tìm hiểu xong về kiến thức về mã di truyền. Chúng ta cùng lấy một ví dụ để vận dụng kiến thức. Thì có một phân tử mRNA có trình tự nucleotide như sau. Dựa vào bản mã di truyền, các em hãy xác định trình tự axit amin được mã hóa từ phân tử mRNA trên. Để xác định trình tự axit amin được tạo ra, trước hết chúng ta cần xác định trình tự của các bộ ba trên phân tử mRNA này. Dựa theo nguyên tắc bộ ba đầu tiên trên mRNA là A, U, G. Bộ ba thứ hai là U, U, A. Và bộ ba thứ ba là G, G, X. Các em cũng phải lưu ý rằng, các bộ ba phải được đọc theo nguyên tắc liên tục theo từng bộ ba và không được gối lên nhau, tức không có nu nào được đọc hai lần. Ví dụ, nếu một số em học sinh đọc cách đọc như sau. Bộ ba thứ nhất đọc là A, U, G. Bộ ba thứ hai là G, U, U. Đọc như vậy gọi là đọc gối lên nhau, trong đó nu G được đọc lại hai lần. Các em lưu ý, cách đọc như thế này là sai, mà các nu phải được đọc liên tục theo từng bộ ba, không được gối lên nhau. Và sau khi xác định được trình tự của các bộ ba, đối chiếu trên bản mã di truyền, chúng ta xác định được bộ ba A, U, G mã hóa axit amin methionine. Bộ ba U, U, A mã hóa axit amin lysine. Bộ ba G, G, X mã hóa axit amin glycine. Như vậy, trong phân tử protein được tạo ra từ phân tử mRNA này có chứa trình tự axit amin là methionine, lysine và glycine. Đó là nguyên tắc mã hóa từ bộ ba ra thành axit amin. Các em đã học xong kiến thức về mã di truyền. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần cuối cùng của bài, phần ba la mã, quá trình nhân đôi ADN. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về thời điểm và nơi diễn ra quá trình nhân đôi ADN. Về thời điểm, quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở pha S của kỳ trung gian. Đây là pha ADN và nhiễm sắc thể nhân đôi để chuẩn bị cho quá trình phân chia tế bào. Nơi diễn ra quá trình nhân đôi ADN chủ yếu xảy ra trong nhân tế bào. Thầy nói là chủ yếu xảy ra trong nhân, bởi vì ngoài quá trình nhân đôi ADN xảy ra trong nhân tế bào, thì nhân đôi ADN còn có thể xảy ra trong tế bào chất. Vì các em nhớ rằng, ADN có thể tồn tại ở hai vị trí trong tế bào. Một, ADN tồn tại trong nhân, và ngoài ra, ADN còn có thể tồn tại trong các bào quang của tế bào chất, ví dụ như là lục lạp và ti thể. 2. Diễn biến quá trình nhân đôi ADN. Để tìm hiểu về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, các em hãy nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời cho thầy những câu hỏi sau. Thứ nhất, quá trình nhân đôi ADN cần những nguyên liệu gì? Để nhân đôi ADN, đầu tiên ta cần có phân tử ADN mẹ để làm khuôn để tổng hợp ADN con. Thứ hai, ta cần các nucleotide tự do trong môi trường nội bào để dùng làm nguyên liệu tổng hợp nên ADN mới. Và thứ ba, ta cần các enzyme tham gia xúc tác cho quá trình nhân đôi ADN. Trong đó, ít nhất các em cần phải nhớ ba loại enzyme. Đầu tiên là các enzyme tháo xoắn ADN. Thứ hai là enzyme ADN polymerase có vai trò tổng hợp nên mặt đơn ADN mới. Và cuối cùng là enzyme nối ligase. Câu hỏi tiếp theo. Các em nghiên cứu sách giáo khoa cho biết quá trình nhân đôi ADN bao gồm những bước nào? Quá trình nhân đôi ADN bao gồm 3 bước cơ bản. Bước thứ nhất là bước tháo xoắn phân tử ADN mẹ. Bước 2, tổng hợp mạch đơn ADN mới.
và bước 3, hình thành hai phân tử aden con. Như vậy, tiếp theo ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu từng bước trong giai đoạn nhân đôi aden. Bước 1. Tháo xoắn aden. Các em hãy cùng quan sát đoạn phim sau và trả lời cho thầy các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, quá trình tháo xoắn aden diễn ra như thế nào? Thứ hai, yếu tố nào làm cho hai mặt đơn của aden mẹ tách nhau ra? Và thứ ba, vai trò của quá trình tháo xoắn. Các em hãy cùng quan sát đoạn phim để trả lời các câu hỏi này. Thực vật nhờ một enzyme có tên là helicase, còn gọi là enzyme tháo xoắn. Điểm này gọi là điểm khởi sự sao chép. Enzyme tháo xoắn gắn tại hai điểm gọi là chạc ba sao chép và di chuyển dần ra hai phía. Enzyme tháo xoắn di chuyển tới đâu, ADN tháo xoắn tới đó. Đồng thời có một loại protein tới bám vào để giữ cho mạch đơn ADN duy trì trạng thái. Như vậy, sau khi quan sát đoạn phim, các em thấy rằng quá trình tháo xoắn ADN diễn ra khá phức tạp, trong đó có sự tham gia của nhiều enzyme và protein khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, các em chỉ cần nhớ rằng quá trình tháo xoắn đó là quá trình hai mặt đơn của ADN tách rời nhau để tạo ra chạc ba tái bản, còn gọi là chạc ba có hình chữ Y, để lộ ra hai mạch khuôn của ADN mẹ. Về yếu tố nào làm cho hai mạch đơn của ADN tách nhau ra? Đó là nhờ các enzyme tháo xoắn phá vỡ các liên kết hiro giữa hai mạch đơn của ADN. Chúng ta có tên enzyme là helicase, và ngoài ra còn có các protein căng mạch giúp cho hai mạch không bị bám lại vào nhau. Tuy nhiên, các em cũng chỉ cần nhớ là các enzyme tháo xoắn là được. Và cuối cùng, về vai trò của quá trình tháo xoắn, đây là quá trình tách rời hai mạch đơn của ADN mẹ để chuẩn bị làm khuôn cho quá trình nhân đôi ADN. Chúng ta cùng nhau quan sát trên sơ đồ đơn giản hơn. Đây, các em nhìn thấy, đây chính là enzyme tháo xoắn. Enzyme tháo xoắn sẽ bám vào phân tử ADN mẹ ở điểm khởi đầu sao chép. Và enzyme này sẽ trượt dọc theo phân tử ADN mẹ. Trượt tới đâu, nó sẽ phá vỡ các liên kết hiro của ADN, hai mặt đơn ADN mẹ và làm cho hai mặt đơn của ADN mẹ tách nhau ra, tạo ra chạc ba tái bản có hình chữ Y. Và khi hai mặt đơn ADN mẹ được tách nhau ra, các em chú ý đến chiều của hai mặt khuôn của ADN mẹ. Nếu theo chiều tháo xoắn, tức như hình của thầy là theo chiều từ dưới lên trên, thì một mạch khuôn có chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy và một mạch khuôn ngược lại có chiều từ 5 phẩy tới 3 phẩy. Bước thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu quá trình tổng hợp mạch đơn mới. Các em cùng quan sát hình vẽ và tiếp tục trả lời cho thầy các câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, có bao nhiêu mạch đơn của ADN làm khuôn cho quá trình nhân đôi? Thứ hai, enzyme tổng hợp mạch đơn mới là enzyme gì? Thứ ba, mạch đơn mới được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Thứ tư, chiều tổng hợp của mạch đơn mới là gì? Chúng ta cùng quan sát hình. Sau khi chạc ba tái bản được tạo ra, quá trình tổng hợp mạch đơn mới sẽ diễn ra. Như vậy, theo như hình quan sát, các em thấy rằng cả hai mạch khuôn của ADN mẹ đều làm khuôn để tổng hợp nên ADN mới. Mạch khuôn có chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy làm khuôn để tổng hợp mạch đơn mới và mạch khuôn ngược lại bên đây có chiều từ 5 đến 3 cũng làm khuôn để tổng hợp nên mạch đơn mới. Về enzyme tổng hợp mạch đơn mới, đó là enzyme ADN polymerase. Enzyme này sẽ bám vào hai mạch khuôn của ADN mẹ, trượt dọc theo mạch khuôn để tổng hợp nên mạch đơn mới. Mạch đơn mới được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Như các em quan sát, mạch làm khuôn sẽ tổng hợp nên mạch mới và theo nguyên tắc nu T trên mạch khuôn
tổng hợp nên nu A trên mạch mới, nu A trên mạch khuôn tổng hợp nên nu T trên mạch mới, nu X trên mạch khuôn tổng hợp nu G trên mạch mới và nu G trên mạch khuôn tổng hợp nên nu X trên mạch mới. Như vậy, mạch đơn mới được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn, A bổ sung với T, G bổ sung với X và ngược lại. Và chính bởi vì nhờ nguyên tắc bổ sung này mà các em thấy rằng hai phân tử ADN con tạo ra chắc chắn có trình tự nu giống nhau và giống hệt với ADN mẹ ban đầu. Như các em thấy, ở đây là cặp nu TA thì bên đây cũng là cặp nu TA. Cặp nu tiếp theo là AT, AT, XG, XG. Hai phân tử ADN con tạo ra chắc chắn sẽ có trình tự nu giống nhau và giống hệt ADN mẹ. Đó là ý nghĩa của nguyên tắc bổ sung. Và cuối cùng, chiều tổng hợp nên mạch đơn mới. Các em chú ý chiều mũi tên di chuyển của enzyme ADN polymerase. Với mạch khuôn có chiều từ 3 đến 5, enzyme sẽ di chuyển theo chiều từ 5 đến 3 của mạch đơn mới. Và bên đây, trên mạch khuôn có chiều từ 5 tới 3, nhưng enzyme di chuyển ngược từ trên xuống dưới cũng sẽ có chiều từ 5 tới 3 của mạch đơn mới. Như vậy, các em thấy rằng mạch đơn mới luôn được tổng hợp theo chiều từ 5 phẩy tới 3 phẩy. Đây là một kiến thức quan trọng các em cần lưu ý. Và từ đó, các em hãy nhận xét cho thầy điều tiếp theo. Đó là chiều tổng hợp mạch đơn mới như thế nào so với chiều tháo xoắn của ADN mẹ. Như chúng ta thấy rằng, chiều tháo xoắn của ADN mẹ như hình của chúng ta, enzyme tháo xoắn trượt dọc theo chiều từ dưới lên trên, đây được xem là chiều tháo xoắn, còn được gọi là chiều phát triển của chạc ba tay bản. Thì trong đó, một mạch đơn mới được tổng hợp theo chiều từ dưới lên trên, mạch đơn này sẽ được tổng hợp cùng chiều với chiều tháo xoắn. Còn mạch khuôn bên mạch đơn bên đây được tổng hợp theo chiều từ trên xuống dưới, ngược chiều với chiều tháo xoắn. Như vậy, ta thấy rằng trong hai mạch đơn mới, có một mạch đơn được tổng hợp cùng chiều tháo xoắn và một mạch đơn được tổng hợp ngược chiều tháo xoắn. Điều này sẽ tạo ra hệ quả gì? Chúng ta tiếp tục quan sát hình. Nếu tiếp tục quá trình nhân đôi ADN diễn ra, enzyme tháo xoắn tiếp tục trượt dọc để tạo ra chạc ba tái bản, thì với mạch đơn đang tổng hợp cùng chiều tháo xoắn, nó sẽ tiếp tục trượt dọc lên trên để tổng hợp tiếp tục phần mạch đơn mới tiếp theo. Còn đối với phần mạch đơn mới đang được tổng hợp ngược chiều tháo xoắn, thì cần phải có một enzyme ADN polymerase khác bám vào và tiếp tục trượt ngược từ trên xuống dưới để tạo ra một phân đoạn ADN ngắn tiếp theo. Và quá trình này cứ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi nào hết phân tử ADN. Với mạch đơn tổng hợp cùng chiều tháo xoắn, thì enzyme tháo xoắn trượt tới đâu thì mạch đơn mới sẽ được tổng hợp tiếp tục tới đó. Nghĩa là mạch đơn này sẽ được tổng hợp một cách liên tục, xuyên suốt, không bị ngắt quãng. Còn đối với mạch đơn bên đây, enzyme trượt ngược chiều tháo xoắn, nên nó tạo ra các mạch đơn phân đoạn ngắn. Các em thấy rằng các đoạn ngắn này không hề dính liền với nhau, nó bị hở với nhau ở những điểm chính giữa này. Và các đoạn này ta gọi là các đoạn ngắn Okazaki. Từ đó ta kết luận rằng, trong quá trình nhân đôi ADN, có hai mạch đơn mới được tổng hợp. Trong đó, một mạch đơn mới tổng hợp ngược cùng chiều tháo xoắn, nên được tổng hợp liên tục. Còn một mạch đơn mới bị tổng hợp ngược chiều tháo xoắn, nên bị tổng hợp một cách gián đoạn thành từng đoạn ngắn Okazaki. Tất nhiên, phân tử ADN không thể nào bị ngắt quãng thành từng đoạn ngắn được. Cuối cùng, sẽ có sự tham gia của một loại enzyme thứ ba, đó chính là enzyme nối ligasa. Như thầy thấy, các em thấy thầy đã ký hiệu ở đây. Enzyme nối ligasa sẽ tác động và nối các phân đoạn Okazaki lại với nhau để tạo thành một đoạn liên tục. Chúng ta cùng tiếp tục quan sát đoạn phim để làm rõ vấn đề. Các em đang quan sát trên mạch tổng hợp một cách liên tục, diễn ra cùng chiều tháo xoắn. Đây là chiều phát triển của chạc ba tái bản, có nghĩa là cùng chiều tháo xoắn. Còn đối với mạch tổng hợp ngược chiều tháo xoắn, thì tổng hợp thành từng đoạn ngắn,
gọi là các đoạn Okazaki. Đây là một đoạn ngắn được tổng hợp tiếp theo. Chỉnh. Đây chính là quá trình nối hai đoạn Okazaki lại với nhau để tạo thành mạch hoàn chỉnh. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong bước 2 tổng hợp mạch đơn mới. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang bước thứ 3 là bước hình thành hai phân tử ADN con. Các em cùng quan sát đoạn phim. Khi hai phân tử ADN con đã được tổng hợp xong, thì hai mạch đơn của hai phân tử ADN con sẽ được đóng xoắn lại với nhau để tạo thành phân tử ADN hoàn chỉnh. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong về diễn biến quá trình nhân đôi ADN. Chúng ta cùng đúc kết lại kiến thức. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo 3 bước. Bước 1, tháo xoắn phân tử ADN. Trong đó, nhờ các enzyme tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN mẹ tách nhau dần, tạo ra chạc 3 nhân đôi có hình chữ Y. Bước 2, tổng hợp các mạch ADN mới. Enzyme ADN polymerase trượt dọc trên mạch khuôn của ADN mẹ để xúc tác hình thành mạch đơn mới theo chiều từ 5' tới 3'. Các nucleotide của môi trường nội bào liên kết với mạch làm khuôn theo nguyên tắc bổ sung: A bổ sung với T, G bổ sung với X và ngược lại. Và trong quá trình tổng hợp mạch đơn mới, trên mạch khuôn có chiều từ 3' tới 5', mạch đơn mới được tổng hợp liên tục. Trên mạch khuôn có chiều từ 5' tới 3', mạch đơn mới được tổng hợp gián đoạn, tạo nên các đoạn ngắn gọi là đoạn Okazaki. Sau đó, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzyme nối ligase. Bước số 3, hai phân tử ADN con được tạo thành. Các mạch đơn tổng hợp đến đâu thì hai mạch đơn của ADN xoắn lại tới đó, tạo ra phân tử ADN con. Trong đó, các em lưu ý rằng trong mỗi phân tử ADN con tạo ra có một mạch đơn mới vừa được tổng hợp, còn mạch còn lại là của ADN mẹ ban đầu. Nguyên tắc thế này ta gọi là nguyên tắc bán bảo tồn. Về kết quả, từ một ADN mẹ qua quá trình nhân đôi tạo ra hai ADN con. Hai ADN con này có trình tự nu giống nhau và giống hệt ADN mẹ. Nguyên nhân của hiện tượng này thầy đã giải thích, đó là do quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. Về nguồn gốc các mạch đơn của ADN con, các em quan sát sơ đồ. Từ một phân tử ADN mẹ bao gồm hai mạch đơn, thầy ký hiệu là hai mạch đơn màu đen. Hai mạch đơn này sẽ trải qua quá trình tháo xoắn, tách nhau ra. Và mỗi mạch đơn của ADN mẹ sẽ làm khuôn để tạo ra mạch đơn mới, thầy ký hiệu là màu đỏ. Như vậy, từ một ADN mẹ sẽ tạo ra hai ADN con, và trong mỗi ADN con đều có một mạch khuôn của ADN mẹ và một mạch mới từ môi trường. Nguyên tắc thế này ta gọi là nguyên tắc bán bảo tồn. Như vậy, các em vừa cùng thầy tìm hiểu xong kiến thức của quá trình nhân đôi ADN, cũng là phần kiến thức cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Để đúc kết lại kiến thức, chúng ta cùng nhau tóm tắt lại kiến thức cơ bản. Nội dung bài học ngày hôm nay bao gồm 3 phần lớn. Thứ nhất là gen, thứ hai mã di truyền, và thứ ba quá trình nhân đôi ADN. Trong đó, về gen, các em cần nhớ 2 vấn đề. Một là khái niệm, và hai là cấu trúc chung của gen. Khái niệm của gen. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm. Các bạn nhớ có hai ý chính. Thứ nhất là một đoạn có ADN, và thứ hai phải mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm. Thứ hai, về cấu trúc chung. Gen có cấu trúc hai mạch và ba vùng. Trong đó, hai mạch bao gồm mạch mã gốc có chiều từ 3' tới 5', và mạch bổ sung có chiều 5' tới 3'. Dọc theo chiều dài mạch mã gốc bao gồm 3 vùng: vùng điều hòa,
vùng mã hóa và vùng kết thúc. Về kiến thức mã di truyền, chúng ta cần lưu ý khái niệm và đặc điểm chung của mã di truyền. Trong đó, mã di truyền là mã bộ 3, nghĩa là cứ 3 nu sẽ mã hóa cho một axit amin. Về đặc điểm, mã di truyền có 3 đặc điểm chung: tính phổ biến, tính đặc hiệu và tính thoái hóa. Trong đó, tính phổ biến, tức tất cả các loài sinh vật đều sử dụng chung một bản mã di truyền. Tính đặc hiệu, tức một bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin. Tính thoái hóa, tức nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa cho một loại axit amin. Về kiến thức quá trình nhân đôi ADN, chúng ta cần nhớ về thời gian, quá trình này diễn ra ở pha S của chu kỳ tế bào và vị trí diễn ra trong nhân tế bào. Nhưng các em cũng lưu ý rằng quá trình nhân đôi ADN ngoài diễn ra trong nhân còn có thể diễn ra ở ngoài nhân cũng được. Về nguyên tắc quá trình nhân đôi ADN, đây là điều cơ bản nhất các em cần phải lưu ý. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo 3 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc nửa gián đoạn. Trong đó, nguyên tắc bổ sung có nghĩa là mạch đơn mới được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN mẹ. Trong đó, A trên mạch khuôn thì bổ sung với T trên mạch mới, T trên mạch khuôn bổ sung với A trên mạch mới, G mạch khuôn bổ sung với X trên mạch mới và X trên mạch khuôn bổ sung với G trên mạch mới. Nguyên tắc bán bảo tồn có nghĩa là mỗi ADN con được tạo ra đều có một mạch đơn của ADN mẹ và một mạch đơn còn lại là mạch đơn mới tổng hợp. Nguyên tắc nửa gián đoạn có nghĩa là trong hai mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi ADN, có một mạch đơn mới được tổng hợp một cách liên tục, còn một mạch đơn còn lại bị tổng hợp một cách gián đoạn thành từng đoạn ngắn Okazaki, sau đó sẽ được nối lại bằng enzyme nối ligase. Và cuối cùng, kết quả của quá trình nhân đôi ADN. Từ một phân tử ADN mẹ, qua quá trình nhân đôi một lần, tạo ra hai phân tử ADN con giống nhau và giống hệt phân tử ADN mẹ. Như vậy, thầy đã vừa cùng các em tìm hiểu xong nội dung kiến thức của bài đầu tiên trong chương trình sinh học lớp 12. Sau khi học xong bài này, các em về nhà đọc lại sách giáo khoa, đọc lại đề cương, học bài thật kỹ và làm các câu trắc nghiệm liên quan. Chúng ta cùng chuẩn bị bài số 2 để chuẩn bị cho bài học tiếp theo. Thầy cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Xin chào các em và chúc các em học tốt.